Vâng, em Cường, chuyên gia tuyển, xin được kính chào các anh chị. Sau một thời gian lặn ở không xuôi tâm, em Cường đã quay trở lại. Cũng do mất nick Facebook, thành ra công việc review của em cũng gián đoạn. Em cũng mất rất là nhiều video rồi, bây giờ phải làm lại từ đầu thôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chủ đề, đó là nhà 3 tỷ ở nội thành Hà Nội ấy. Thì 3 đến 4 tỷ thì có mua được nhà đất hay không? Thì xin thưa là có mua được nhá. Có nhiều không thì cũng quả thực là cũng không nhiều. Các anh chị xác định tư tưởng Cầu Giấy, Tây Hồ không có, Nam Từ Liêm cũng không có nhá. Nếu 3 tỷ mà đi Bắc Từ Liêm ấy, thì các anh chị hoàn toàn có thể mua được ở những khu như là Tây Mỗ, Đại Mỗ, hoặc là Tây Tự, Trung Tự, Trung Kiên, Cổ Nhuế, Thượng Cát, Đại Cát, khá là nhiều. Thậm chí là 3 tỷ hơn vẫn có những ngôi nhà mà ô tô đỗ cửa và vào nhà được dễ dàng nhá. Đó là khu vực mà các anh chị có nhu cầu thì cũng nên quan tâm, vì từ đó mà về nội thành ấy, nó không xa đâu. Đặc biệt là ở khu vực trong vành đai 4 ấy, thì khi mà vành đai 4 được thi công và làm xong ấy, thì cái giá đất nó được tăng lên rất là nhiều. Chưa nói là từ Hồ Tây, từ Cầu Giấy mà ra Bắc Từ Liêm ấy, có rất nhiều cái trục đường lớn sẽ và sắp thi công, chẳng hạn như trục Tây Thăng Long này, hoặc là trục Hoàng Quốc Việt, gọi là ngày xưa chúng ta hay gọi là Hồ Tây Ba Vì đấy ạ. Đặc biệt là một số dự án hạ tầng đang làm cầu chui qua Phạm Văn Đồng đấy ạ. Các anh chị mua bây giờ thì vẫn còn dư địa tăng giá rất là nhiều. Trở lại với những người có nhu cầu mua thực nhé. Điều thú vị là Đống Đa còn khá là nhiều nhé. Ở khu vực Khâm Thiên này, Trung Phụng này, Thịnh Hào 123 này, Thông Phong này, Phan Phú Tiên này cũng có rất là nhiều. Các anh chị xác định luôn tư tưởng này này. Nó chỉ có khoảng 20 mét nhé. Còn lại đa phần là mười mấy mét đến 23, 24 mét thôi. Không có nhiều hơn đâu. Hơn 3 tỷ cũng khá là nhiều căn nhà đẹp. Chẳng hạn như ở ngõ Lệnh Cư. Nói đến Lệnh Cư thì nhiều người cũng không biết đâu. Nhưng mà em mô tả nó là một cái ngõ ở khu Trung Phụng ấy, gần xã Đàn đấy ạ. Có những căn khác rất là khá ở Thông Phong, Tô Đức Thắng. Ngõ Thông Phong là một ngõ rất là to của Tô Đức Thắng nhá. Khâm Thiên thì còn nhiều căn như thế. Ngoài những căn này ra thì em sẽ tích bằng văn bản để các anh chị gọi, liên hệ số của em ở phần mô tả. Chúc các anh chị tìm được những căn nhà ưng ý. Em Cường luôn sẵn sàng phục vụ. Chào các anh chị ạ.